Nick.vn là hệ thống bán tất cả link game online tự động lớn nhất Việt Nam. Mới đây, Nick.vn cập nhật thêm một danh mục hệ thống dịch vụ tất cả game online như là Ngọc Rồng, Làng Lá, Hải Tặc Tí Hon, Hiệp Sĩ Online và rất nhiều game khác nữa. Đặc biệt, web có thể mua vàng Ngọc Rồng với giá 1.000 Việt Nam đồng. Tất cả đều tự động 100%. Mua vàng mua ngọc, truy cập ngay Nick.vn. What's up 500 anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DB. Và như anh em đã biết, trong ngày hôm nay Admin đã tung ra một bài topic, đó là khóa tất cả các link, công bố đợt 1 khóa tất cả các link Ngọc Rồng sử dụng phiên bản tool hack mod cheat mang ảnh hưởng tới game và thiếu lành mạnh. Thì Admin đã có công bố một danh sách từ server đến nhân vật và coi như là khóa vĩnh viễn luôn. Thì mình thật sự rất chia buồn với những anh em đang sử dụng phiên bản mod hack cheat bị khóa vĩnh viễn. Và đây là tất cả tài khoản đang bị khóa trên một cái bức ảnh em có thể xem qua. Anh em xem qua và dính có mình ở trong đấy không? Nhưng mà mình nghĩ thôi, thật sự là trong các cái tài khoản đây đa số là tài khoản úp vàng, sử dụng tool hack úp treo để kiếm vàng. Đó, thì mình chắc chắn là sẽ có một số tài khoản VIP và cùi. Thì đương nhiên là tài khoản nó bị khóa vĩnh viễn. Đây chỉ mới là đợt 1 thôi anh em nhá. Nhớ rằng đây mới chỉ là đợt 1. Ok, vấn đề thứ hai đó là sử dụng phiên bản mod và cheat và tool. Thì Admin đã có nói rõ, anh em sử dụng phiên bản mod, cheat, hack hay là đều có thể bị khóa. Nhưng mà tùy theo vào mức độ nó có gây ảnh hưởng tới game nghiêm trọng không. Ví dụ như tool, úp vàng, các thứ đấy thì sẽ bị khóa này. Sử dụng warp VIP, không có quan tâm warp VIP hay là một cái bất cứ một cái ứng dụng gì ở ngoài đều bị khóa. Nhưng mà nếu có ảnh hưởng nặng nề tới game thì sẽ bị khóa vĩnh viễn. Đây mới chỉ là một đợt 1. Đợt 1 thì tung ra khoảng các server đều có 10 thành viên trở lên, 10 thanh niên trúng giải may mắn đi không trở về. Một giải đó là đi ra đảo không trở về luôn, ra để chơi với quý lão Kame luôn. Đó thì anh em chú ý nhá. Tiếp theo là mình thấy rất nhiều em comment đó là game thực sự là Admin không cho sử dụng phiên bản mod cheat hay là gì đó. Thì thực sự mình nói là trên điện thoại, mình chơi game trên điện thoại, mình cũng có chơi warp VIP. Và để mà nói mình chơi phiên bản gốc của game trên điện thoại, thật sự là không chơi nổi. Sự chậm trễ này, lag, giật, không có giảm cấu hình, chậm vãi cả lìn luôn anh em ạ. Nếu mà Admin ra một cái gọi là viết lại, tăng tốc độ game lên, ok, thông báo hiện nhanh một tí, game chạy nhanh một tí. Mình nhớ ngày xưa mình chơi điện thoại ở Samsung con Galaxy E. Em nào có từng sử dụng con Galaxy E sẽ biết, thời đó thì sử dụng full cấu hình, tức là không sử dụng phiên bản warp VIP hay gì cả, rồi sử dụng phiên bản gốc của game, chơi vẫn ngon lành cảnh đảm, mượt mà, thông báo vẫn hiện đầy đủ. Đó, thì nhưng bây giờ mình biết là theo thời gian thì game phải cập nhật những thứ mới, game nó sẽ lặng hơn, nhưng mà lag, không sử dụng phiên bản warp VIP hay là bất cứ một phiên bản nào sử dụng mod cheat để tăng tốc độ game thì thực sự là không chơi được. Ngay cả đối với những em chơi trên PC thôi, phiên bản máy tính thì chơi cũng chậm như rùa anh em ạ, chạy như con rùa bò ấy. Mình biết là trong game có hỗ trợ những cải trang tốc độ hay là ấy đấy, nhưng mà không đáp ứng được nhu cầu, vẫn sử dụng cheat để tăng tốc độ game. Mình cái với anh em những anh săn bot đều sử dụng cheat trên phiên bản PC, còn trên điện thoại anh em sử dụng warp VIP hay là hung bot cái gì đấy, hoặc là mới sử dụng của mấy anh em tại mod ấy thì chắc chắn là sẽ có sử dụng. Nhưng mà anh em chú ý là sử dụng những phiên bản nào chơi vừa phải, đừng có gây lạm dụng tới game quá, thì gây ảnh hưởng tới game quá thì Admin sẽ khóa link anh em. Tóm lại vậy thôi, em cứ chơi âm thầm chơi thôi, nhưng mà đừng có kiểu phá game ấy thì chắc chắn là không bao giờ bị. Nhưng mà mình cần góp ý đó là thực sự là phải cần fix lại cái vấn đề là nếu mà không cho sử dụng mod thì phải fix lại game là chạy nhanh một tí, thông báo nhanh một tí, cái gì phải mượt một tí, giảm bớt dung lượng đi. Những anh em máy cùi không thể nào để chơi được Ngọc Rồng trên phiên bản gốc của game được, đều phải sử dụng phiên bản của mod game. Và để như ngày xưa thì chắc chắn là ngày xưa anh em có thời gian đánh quái, từng con quái bằng tay một. Nhưng mà bây giờ không có ai rảnh đến nỗi ngồi đánh từng con quái một.
đều sử dụng phiên bản mod để gọi là tự động. Game cũng có tự động luyện tập nhưng mà những anh em nghèo lấy đâu ra tiền mua tự động luyện tập để úp đây. Nên ra là cái gì cũng phải ấy một tí. Thì đây là một cái video thông báo với anh em là những em đang sử dụng phiên bản mod hack cheat thì chú ý khéo bị khóa leak. Đó, mình chỉ góp ý vậy thôi. Thì đây là tất cả công bố danh sách các tài khoản bị khóa trong đợt 1. Mình nghĩ là chắc chắn còn đợt 2, đợt 3 nữa. Vì hiện nay game đang làm căng cái vụ khóa leak với cả mod cheat hack này. Thì hôm nay Ngọc Giống lại fit thêm một cái tính fit thêm một cái gọi là captcha tiếp. Đó là sẽ nhân đôi. Đây mình sẽ vào game cho anh em xem. Đó. Bây giờ trong game nó sẽ là hiện hai captcha chứ không phải một captcha nữa. Kiểu như là trùng lặp ấy, kiểu như là trên một dãy dưới một dãy thì sẽ khó hơn một tí. Trước đây đã fit lại mình xem nhìn hoa cả mắt, giờ thêm cả hai dòng thì nhập cũng chịu rồi. Thua luôn. Làm căng quá anh em ạ. Admin làm căng quá. Ok, thì video mình xin phép dừng lại tại đây. Và nếu anh có nhu cầu mua vàng mua ngọc thì lên nick.vn hoặc là dịchvụ.me. Mua ác ngọc rồng có thể lên nick.vn nhé. Còn anh em có góp ý kiến gì sau cái vụ này thì sẽ comment ở phía dưới và chia sẻ những em không biết tới. Ok, mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại. Nhớ đừng quên like, subscribe nhá. Bye. Xem thêm thì ấn hai video này nha anh em. Nhớ subscribe nhá.